Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, sau trận động đất 7,4 độ ban đầu xảy ra vào sáng mùng 3 tháng 4, một trận động đất mạnh 6,4 độ khác đã tiếp tục xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc. Được biết, trận động đất này đã làm nhiều tòa nhà cao tầng bị đổ sập, rất nhiều người dân bị mắc kẹt bên trong. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, chỉ 13 phút sau trận động đất 7,4 độ với tâm chấn chỉ cách thành phố Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc 18 km, gây tàn phá nặng thành phố này và cảnh báo sóng thần đến tận Nhật Bản, Philippines, một trận động đất khác mạnh 6,4 độ đã bồi thêm tâm chấn cách thành phố Hoa Liên chỉ 11 km. Hai trận động đất lần lượt xảy ra vào lúc 6 giờ 58 phút và 7 giờ 11 phút sáng mùng 3 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Khoảng 10 dư chấn đã được USGS ghi nhận kể từ thời điểm đó. Phân loại theo cấp độ DYI, tức chấn động mà người trên mặt đất cảm nhận được, thường liên quan đến mức độ tàn phá, USGS phân loại hai trận động đất này lần lượt là cấp 9 mạnh và 18 mạnh trung bình, cấp 10 là cao nhất trên thang đo này. Các hình ảnh được AP và Reuters ghi nhận tại thành phố Hoa Liên cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng đã bị đổ sập. Chính quyền địa phương cho biết nhiều người dân đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà này. Chính quyền cũng đã đình chỉ các lớp học, giáo viên được yêu cầu đưa học sinh sơ tán ra các bãi đất trống. Theo The Guardian, hơn 87.000 hộ gia đình trên đảo Đài Loan hiện không có điện, sự cố Internet cũng được báo cáo. Trong khi đó, phóng viên The Guardian từ thành phố Đài Bắc mô tả, gạch bong chóc bên ngoài những ngôi nhà cổ, tháp nước nứt, kính và đồ đạc rơi vỡ. Phóng viên này cũng đã cho biết dư chấn liên tục ảnh hưởng tới khu vực này từ 8 đến 9 giờ sáng, giờ địa phương. Và lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, điện thoại của người dân thành phố Đài Bắc đã nhận được cảnh báo sóng thần từ chính quyền. Sóng thần có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển lúc 9 giờ 59 phút.